Nhân dịp năm mới đã sắp gần kề, Nightside sẽ hướng dẫn chúng ta cách tạo hiệu ứng mở giải lụa câu đối chúc Tết 100% bằng PowerPoint nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ các hình chữ nhật rồi thêm hiệu ứng gradient chuyển màu để tạo nên được thanh quận giống như của mình ở trên slide. Sau đó, chúng ta sẽ vẽ thêm một hình chữ nhật thật dài tràn ra phía bên ngoài của slide và tô giống màu nền, hiện tại là màu trắng. Tiếp theo, chúng ta nhấn chuột phải vào thanh quận, chọn Bring to Front để đặt đè lên trên hình chữ nhật, rồi giữ Shift để chọn được cả hai vật thể. Nhấn chuột phải, chọn Group để nhóm hai vật thể với nhau. Chúng ta tiếp tục giữ Ctrl Shift kéo vật thể sang bên phải để nhân đôi thẳng hàng, rồi vào Shape Format, vào Rotate và chọn Flip để lật ngược với hình ban đầu. Bước kế tiếp, chúng ta nhấn chuột phải vào slide, chọn Duplicate để nhân đôi. Quay lại slide trước, chúng ta sẽ di chuyển sao cho hai thanh quận che kín được giải lụa. Cuối cùng, chúng ta sẽ vào Transition, chọn hiệu ứng chuyển cảnh là Morph, rồi chỉnh thời gian của chuyển động khoảng 4 giây. Sau đó nhấn Preview để xem thử. Và đây là thành quả của chúng ta. Hiệu ứng Morph sẽ tự động biến đổi vị trí của thanh quận từ slide trước sang slide sau. Từ đó, chúng ta sẽ có một lời chúc cực kỳ ý nghĩa và ấn tượng để khởi đầu năm mới với một bài thuyết trình thành công. Và nhân dịp năm mới, Nightside cũng có một đoạn intro PowerPoint dành riêng cho năm Nhâm Dần để gửi tặng tới mọi người. Chúng ta sẽ tải intro này tại nightslide.vn/intro2022 với mật khẩu là Nightslide học PowerPoint. Mong cả nhà sẽ ghé qua tham khảo khóa học PowerPoint online tại nightslide.com để sở hữu trọn đời Office 365 và bộ công cụ ưu việt của Nightslide, qua đó nâng tầm tư duy thẩm mỹ và chuyên nghiệp hóa kỹ năng thiết kế slide cùng các ấn phẩm sáng tạo bằng sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.